À, vâng, Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi đi bẫy chim, bẫy cuốc đa đam bìm bịp chuồn đèn. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác anh em một cái mẫu quần áo ngụy trang anh nhá, phục vụ anh em trong cái mùa săn bẫy của năm 2023-24. Các bác có thể đi bẫy gà rừng, bẫy cu gáy, phụ kiện săn bẫy thì các bác có thể tham khảo cái bộ quần áo ngụy trang này bên em nhá. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em luôn luôn là giao hàng tận nhà, nhận hàng, các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhé. Đây là một cái mẫu ba lô ngụy trang. Đây các bác, đây là cái túi đeo hông ngụy trang nhé. Túi đeo hông này giá 200.000 đồng một chiếc anh em nhé. Để anh em đựng gà rừng, đựng giò gà rừng hay đựng loa bẫy chim rất là tiện lợi anh em nhé. Đấy, túi đeo hông này giá 200.000 đồng này. Một loại là có đựng chai nước, một loại là không đựng chai nước anh em nhé. Đồng giá 200.000 đồng một chiếc. Đấy, túi đeo hông anh em nhé. Đấy. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu áo thun dài tay nhé. Đấy, chùm mũ anh em nhé, mũ chùm đầu. Đấy, áo là áo dạng vải thun. Mẫu này thì có đủ size, màu lá cây khô như có thấy trên hình đây. Đấy, màu lá cây khô rất là đẹp. Mẫu này thì một áo là 230.000 đồng nhá. Cả bộ là 380.000 đồng nhá. Đấy, có cả bộ là 380.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho nhá. Đấy, màu lá cây khô, màu xanh xanh đen anh em nhá, xanh đen rất đẹp. Và đây là cái mẫu màu mà cây dương sỉ nhá, hết hàng khá lâu rồi, hôm nay hàng mới về anh em nhá. Đấy, nó chỉ có áo thôi, 230 một chiếc anh em nhá. Áo thun vải thun mặc rất là mát anh nhá, có đủ size cho anh em lựa chọn. Đấy, giá là 230.000 đồng một chiếc. Đấy, áo thun đầu anh em nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm về cái dòng áo thun dài tay màu cây dương sỉ này thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Đấy, có hai túi ngực, hai túi chéo anh em nhá, hai túi chéo, có hai túi chéo ở hai bên để anh em đựng đồ. Và tặng các bác một cái khẩu trang anh em nhá, khẩu trang anh em nhá. Đấy, đây có hai size duy nhất, số 1, số 2 để anh em lựa chọn. Các bác cứ chuẩn xin chiều cao cân nặng em gửi đúng size. Ngoài hai cái mẫu áo ngụy trang vải thun này thì bên em còn bán rất nhiều mẫu quần áo ngụy trang màu lá cây khô anh em nhá, hay là những bộ quần áo mà te tua, hay là quần áo đi rừng, quần áo vải kaki đều có hết anh em nhá, hoặc là ba lô ngụy trang, ba lô đi rừng đều có. Đấy, các bác nào đang quan tâm về cái hai cái dòng áo thun ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp đi em. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào anh em nhé.